chào anh Duy Nguyễn, chào tất cả các bạn đang theo dõi chương mục hỏi đáp của chúng ta ngày hôm nay, hỏi đáp số 557. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta tập một thời gian, cơ bắp của chúng ta phát triển lớn hơn thì chúng ta có khả năng giật cơ ở một số vị trí trên cơ thể. Theo như Hương được biết thì chúng ta hay giật cơ như là ví dụ như là đối với nam giới thì là cơ ngực này, hoặc là cơ đùi, ví dụ như là cơ đùi trước hoặc là cơ mông. Thì không biết là anh Duy, anh nghĩ sao? Nghĩa là anh đã từng bao giờ mà giật các nhóm cơ của mình chưa? Tại vì em thấy là cơ của anh Duy là over. Và thứ hai, cho em hỏi anh Duy một câu nữa là tại sao có những nhóm cơ mà chúng ta giật được và có những nhóm cơ mà chúng ta lại không giật được? Đầu tiên xin gửi lời chào tán ngộ đến các bạn. Và vấn đề giật cơ thì các bạn hỏi rất nhiều lần rồi đúng không? Thì anh cũng không cần phải là cơ over anh mới giật được. Cơ under anh vẫn giật được như thường. Và cái việc giật cơ á, nó không phải là cái vấn đề là cơ lớn hay cơ nhỏ, mà do chúng ta có điều khiển được cái cơ đó nó giật hay không. Cái đó là do cái não quyết định, do thần kinh vận động quyết định đó, chứ không phải là do chúng ta là tập bự rồi giật được. Có bạn tập bự mà giật cũng chả xong, mà có bạn tập không bự, thậm chí không tập luôn, giật vẫn tương tương như thường. Vậy là vấn đề ở đây là chúng ta kết nối não với nhóm cơ đó có được hay không? Đúng rồi, cái đó là khả năng điều khiển cái nhóm cơ do não quy định, do dây các dây thần kinh nó quy định. Có nhảy hay không nhảy, có điều khiển được hay không điều khiển được. Thì cái này anh nghĩ là có thể tập được, chứ không phải là nó là một cái gì đó không thể tập. Đó, như mà các bạn thấy các vị mà gọi là hiệp khách ngày xưa, hiệp sĩ mù là lỗ tai giật tưng 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 luôn chứ. Mà nãy giờ Thu Hương đề nghị cái gì? Có nhiều nhóm cơ giật, nhưng mà có một nhóm cơ rất là quan trọng mà giật một phát một là người khác phái té liền. Đó, mà không đề cập cái cơ đó mới lợi hại. Chứ còn giờ cơ ngực giật là bình thường, cơ lỗ tai giật là bình thường, cơ mông giật thậm chí cũng bình thường. Các bạn ít thấy chứ thậm chí cơ mông cũng rất nhiều người giật được, giật tưng 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 là chuyện cũng rất là bình thường. Đó. Thì đó là vấn đề kết nối giữa não và nhóm cơ. Nhưng mà bên cạnh đó em vẫn thấy là có một số nhóm cơ là chúng ta khó mà có thể giật được. Ví dụ như chúng ta có thể là ví dụ như cơ tay sau là mình có giật được không anh? Được, bình thường, cơ tay sau thấy giật được rồi. À, vậy là những cái nhóm cơ nào nó thuộc về nhóm cơ vận động á, thì nó dễ giật. Còn những nhóm cơ mà nó nằm ở những vị trí mà nó chỉ giữ cho xương thôi chứ nó không mang tính chất vận động nhiều á, thì nó sẽ khó giật. Từ vấn đề giật cơ này thì Thu Hương muốn nhắc đến câu hỏi của một bạn có số hỏi đáp 12112. Đầu tiên lần trước thì em thấy anh Duy đã giật ngực rồi, và bây giờ chị Hương có thể giật ngực cho em coi được không? Tôi nghĩ là cái yêu cầu này của bạn nó hơi bị tế nhị ha. Phụ nữ thì rất là ít khi mà giật ngực, mà nhất là lại giật ngực trong một chương trình hỏi đáp mà nhiều nam giới như thế này thì thật là khó cho Thu Hương quá. Cho nên Thu Hương xin được mạn phép là thôi, xin được là gọi là cười trừ cái màn này. Hương không, nói thật là Hương không có khả năng giật ngực cho bạn. Mặc dù là Hương cũng có cơ ngực, nhưng mà cơ ngực của phụ nữ nó khác cơ ngực của đàn ông. Cơ ngực đàn ông dù sao vẫn nhiều hơn, của phụ nữ thì chỉ có chút xíu à. Cho nên là rất là khó để mà cảm nhận được, nhất là đối với những người nào mà không có, gọi là không có tập ngực nhiều. Ví dụ như anh Duy này thì cái chế độ tập ngực của anh chắc chắn là phải nhiều hơn phụ nữ rồi đúng không anh? Mà hơn nữa là bạn ơi, cái đối với phụ nữ người ta không quan tâm cái ngực nhiều, mà người ta quan tâm cái vú nhiều. Nó bảo phải dùng từ cho nó chính xác. Còn đàn ông của chúng ta vú coi như bỏ đi cũng khó, khó quá bỏ qua, nên quan tâm cái ngực nhiều. Nên hai cái việc này nó hoàn toàn nó khác nhau. Đó, ví dụ giờ bạn kêu phụ nữ giật cơ mông đi, phụ nữ giật cho bạn coi. Rất là dễ luôn. Còn giờ nói giật cơ ngực chắc thế giới này vài tỷ người chắc có được chừng vài chục người. Bạn cũng lý giải là tại vì em có con bạn không biết nó coi video nào nó thấy cô kia giật ngực được thì nó cũng muốn làm theo. Em cũng nói bừa là với nó là tập gym đi rồi mới giật được. Vậy là nó bắt em dẫn nó đi tập, nhưng em có biết gì đâu, chỉ là cho nó em có biết gì đâu chỉ cho nó lỡ ngực nó nhỏ lại nữa thì khổ. Và thứ hai là em xin anh Duy có thể trả lời các tin nhắn của những người nhắn cho em xin lỗi cho anh bằng cách là bỏ chữ đã xem hay là một dấu chấm chứng tỏ là anh đã xem tin nhắn đó được không. Em biết anh cũng khá bận rộn nên việc trả lời tin nhắn cũng mất thời gian. Không biết là ý này bạn nói về anh không biết có đúng hay không. Nói chung dù trả lời tin nhắn bỏ qua bên đi ha bạn, cái đó là chắc chắn là không khả thi. Những tin nhắn mà chắc anh đọc, đương nhiên là các bạn nhắn anh sẽ có đọc, nhưng mà trả lời không thì anh phải chọn lựa. Nó những tin nhắn mà thật sự cần anh phải trả lời thì anh sẽ trả lời, còn anh không thể nào trả lời hết tất cả, tại anh không phải là một Facebooker 24/24 trên Facebook mà ngồi làm Facebook không. Thì nếu mà anh là một Facebooker thì trong giới hạn chừng 1000 tin nhắn thì anh trả lời được, nhưng mà vượt quá anh cũng chịu. Nói nên cái việc này thì bạn nói thì anh xin nhận, nhưng mà cũng rất khó cho anh.
rất khó cho anh có thể trả lời. Một phần thì nó rơi vào cái tin nhắn rác, tức là tin nhắn dạng chờ đợi á. Một phần thì nó rơi vào inbox. Thì tất nhiên là những cái gì để chữ đã xem thì anh xem, hoặc là anh nhấn một cái dấu like. Một cái dấu like bằng tay vậy nè, nó là chứng tỏ là anh đã xem rồi mới nhấn được. Thì anh nhấn cho các bạn biết là anh đã xem. Giống như các bạn chúc sinh nhật của anh, quá trời người chúc luôn. Quá trời người chúc luôn. Thì anh hầu như là like nhiều hơn trả lời. Những cái nào, những người bạn nào ví dụ như cấp 3 hay cấp 4 gì đó, nói chung mà thân quá mà lâu ngày gặp lại ấy, thì anh cũng phải trả lời một hai câu. Chứ còn những bạn mà gặp mặt thường quá thì thậm chí anh like để là cho biết là anh đã nhận được tin nhắn đó rồi. Và anh cũng post một cái status trên Facebook rõ ràng là anh đã nhận được hết tất cả tin nhắn của các bạn. Và cái trong nội dung của cái status này là anh thay lời cảm ơn, thay lời chúc lại tất cả các bạn. Thì anh thiết nghĩ làm cái việc như vậy thì chắc các bạn cũng thông cảm được cho anh, chứ không thể nào mà anh ngồi trả lời được hết tất cả nha các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta dù là học sinh hay sinh viên, hay là dù giám đốc hay là công nhân đi nữa, thì chúng ta cũng có một quỹ thời gian riêng, phải không ạ? Có người thì có quỹ thời gian cho công việc, cho gia đình, cho xã hội. Thì anh Duy cũng như vậy thôi, chứ cũng không phải là anh Duy suốt ngày là 24/24 trực ở trên Facebook để chờ bạn nào trả lời. Xin lỗi, chờ bạn nào nhắn tin để trả lời liền. Tất nhiên anh Duy cũng phải có những quỹ thời gian dành riêng cho công việc của mình. Như các bạn đã biết thì anh Duy với cương vị là giám đốc thì phải quản lý rất là nhiều bộ phận. Trong đó thì nào kế toán, nhân sự, hành chính, kinh doanh vân vân, rất là nhiều thứ, cho nên là những trường hợp trên xảy ra cũng là trường hợp mà cũng rất là bình thường thôi. Và hy vọng là bạn đặt câu hỏi 12112 có thể thông cảm ở điều này. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua câu hỏi tiếp theo. Chúng ta biết rằng là vấn đề thừa cân hay dư mỡ thì thường các bạn hay suy nghĩ đến những cái phương pháp tập luyện, ví dụ như là superset hay là giáo án tăng cơ giảm mỡ hoặc là giáo án giảm mỡ của anh Duy. Nhưng mà bên cạnh đó thì đối với những bạn lại chia ra hai trường hợp. Một là những bạn mà cơ nhiều mỡ nhiều. Khi mà những bạn cơ nhiều mỡ nhiều, nếu mà cái tỷ lệ mỡ phần trăm của chúng ta quá cao, trở nên trầm trọng, thì đương nhiên là chúng ta phải nghĩ đến vấn đề là các giáo án giúp chúng ta giảm mỡ và săn chắc, đúng không anh? Hy sinh chút cơ cũng đúng được rồi. Tại vì nó nhiều quá mà, đúng không bạn? Ví dụ giờ Iraq mà nhiều dầu quá, thả dầu trên sông đốt chơi vậy đó, ai nói tiếng nào đâu. Bên cạnh đó thì có những bạn lại thiệt thòi hơn, là các bạn mỡ nhiều mà cơ ít. Có nghĩa là cái gì cũng rất là mỡ mặc dù là dư đấy, nhưng mà cũng là một thiệt thòi, đúng không? Mà cơ ít thì cũng rất là một cái điều đáng tiếc. Cho nên là các bạn cũng nhiều, mà một số bạn còn băn khoăn là không biết các bạn nên tập theo giáo án là tăng cơ giảm mỡ, hay là giáo án superset, hay là giáo án tăng cơ chuyên tăng cơ, tại vì cơ của mình quá ít mà. Đó thì tuy nhiên thì bên cạnh đó thì có một số bạn là tỉnh táo một chút thì các bạn cảm thấy rằng phần trăm mỡ của mình bây giờ nó nghiêm trọng quá rồi, xem ra có vẻ nghiêm trọng hơn cơ, mặc dù là cơ ít, bây giờ mình phải giảm mỡ xuống để cho thon gọn người hơn. Nhưng mà khổ nỗi là một số bạn khi vào phòng tập thì lại gặp phải những anh có quan điểm là cơ đã ít rồi mà lại còn siết. Nên thưa, xin chia sẻ một câu chuyện của một bạn sau đây. Bạn có câu hỏi là 12113. Em có một tâm sự nho nhỏ, mong anh chị giải bày cho em. Em tập được 6 tháng và đang theo giáo án giảm mỡ của anh Duy, cường độ cao. Nhưng có nhiều ông PT trong phòng gym của em nói là em đang siết cơ. Còn nhiều người thì không hiểu chuyện, nói em cơ bắp nhỏ mà vào siết cơ. Em có giải thích rồi nhưng mấy người đó không hiểu và không quan tâm. Em có nói với ba em thì ba em nói là nếu có thời gian và tiền bạc thì hãy qua chỗ anh Duy để anh Duy viết giáo án cho tập. Còn ở đây thì người ta không quan tâm. Tâm sự hơi dài, mong anh chị chia sẻ, em xin chân thành cảm ơn. Anh Duy nghĩ sao về cái trường hợp này? Người ta không quan tâm tới bạn, mắc gì bạn quan tâm tới người ta. Đó là lý lẽ rất là bình thường, đúng không? Cô không yêu tôi, mắc gì tôi bắt tôi phải lo cho cô. Ở đâu ra cái đạo lý này vậy? Đúng không? Cô không yêu tôi, không cho tôi đụng cái gì cả, mà một tháng tôi sắp bọt 10 triệu, đâu ra? Đâu ra của này? Đó, nên người ta đã không quan tâm tới bạn thì bạn mắc gì phải quan tâm tới người ta? Bạn cứ tập bình thường, bạn tập chấp hành tốt nội quy. Với những người bạn tập chung á, với những người gọi là những người chung phòng đó, thì mình lịch sự, mình thỏa đáng thôi. Anh ta đang tập thì tôi nhường cho anh, rồi tôi qua mấy khách tôi tập. Tôi không xâm phạm với giáo án của anh cũng đừng xâm phạm với giáo án của tôi. Tôi cảm ơn lời động viên của anh, nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, và tôi có những cái lý do, những cái quyết tâm ở trong cái bộ giáo án này. Tôi cảm thấy nó không đúng, tôi xin lỗi, tôi cảm thấy nó không sai, thì tôi cứ tập thôi. Rất là đơn giản nha bạn. Người ta không quan tâm tới bạn thì bạn cũng không cần phải quan tâm tới người ta, không có cái nghĩa vụ đó, đúng không? Giống như một bây giờ đâu phải là con bạn đâu, ví dụ như con của mình đi, giả sử như con của mình nó không quan tâm tới mình, nhưng mà mình máu mủ mình là cha nó, mình không chấp nó, thì mình vẫn lo lắng cho nó, chuyện đó là bình thường. Còn cái vấn đề bạn với người kia chỉ là một cái quan hệ gặp nhau trong một cái phòng gym thôi, cũng không gọi là bạn nữa, chỉ là gặp nhau trong cái phòng gym, một cái thế giới rất là nhỏ thôi, một thế giới đó rất là nhiều thành phần, mà mình sống trong những cái thành phần đó thì mình vẫn là mình đừng có nên gọi là
Hòa tan, mình đã lung lay trong khi bao nhiêu cái vấn đề tâm huyết mình đã nghiên cứu trước đó. Mình theo dõi cái giáo án này, mình cũng phải có được những cái cơ sở nào mình chắc chắn nó đúng, hoặc là mình ăn cái đồ ăn này mình cũng biết được trong thành phần nó là cái gì. Mình đã có một thời gian nghiên cứu từ trước đây rất là kỹ rồi, thì mắc gì vì những cái lời nói mà nó không không có sức thuyết phục mà mình làm lung lay đi chính bản thân mình, đúng không? Còn nếu mà cái môi trường đó mà nó cảm thấy nó không 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 phù hợp, không thỏa đáng đó, không phù hợp, không thỏa đáng, thì bạn có thể là bạn chuyển môi trường. Giống như ba bạn nói vậy, nó cứ lên hình online hay là lên một cái chỗ nào hình không online gì đó mà cái môi trường nó phù hợp và nó thân thiện, nó bạn tập thoải mái hơn, nó đỡ nhức đầu hơn, thì bạn tập nó mắc hơn 100-200 ngàn không đâu, đồ bỏ có sao đâu, đúng không? Bạn đừng có vì 100-200 ngàn đó mà bạn cố gắng bằng làm đi những cái vấn đề khác còn thiệt hại hơn. Nếu mà anh là bạn thì anh đi đi ra ngoài xã hội kiếm 100-200 ngàn đó để anh đổi ra cái này, nó sẽ dễ dàng hơn. Cái gì mệt, cơ bắp mệt là chuyện không lớn, nhưng mà đầu óc mệt nó căng lắm bạn, nó nhức đầu lắm. Đó, người ta nói stress cuộc sống nó nguy hiểm hơn stress cơ bắp. Đó, nên bạn cứ cố gắng thì theo lời ba bạn thì cũng ok. Đó, còn nếu mà bạn tập anh xin mượn chương trình này nói luôn. Nếu mà các bạn nào tập ở THOL á, mà cái phòng gym ở dưới đó mà có những cái gì đó mà nó khác khác xa xa, nó sai sai á so với gì anh nói á, thì các bạn có thể vui lòng góp ý giùm anh để cho anh biết. Chứ nhiều khi anh cũng không biết. Tại vì cái phòng gym mặc dù là phòng gym của anh, nhưng có khi cả ngày anh không đặt chân xuống tới dưới nữa đó các bạn. Anh đặt chân xuống tới dưới là 10 giờ đêm. Rồi có mấy mấy bạn tập trễ, bạn hỏi ủa giờ anh mới tập hả? Ừ thì giờ mới tập, vậy là sớm rồi em đó. Thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho anh, có thể là những cái lý tưởng của anh, những cái điều anh nói ở đây, nhưng mà khi mà truyền đạt xuống dưới nó có gì đó, nó giữa đường nó đứt đoạn thông tin, nó sai sai sót sót gì đó, nên nó dẫn tới một sự khác. Nên các bạn nói là ủa sao anh đi nói khác mà vô đem tập nó khác, thì lúc đó anh sẽ coi cái khác là như thế nào, cái khác nó nằm ở THOL hay là cái khác đó nằm ở bạn đó. Rõ ràng thì anh sẽ cố gắng khắc phục, mà muốn làm được việc như vậy á, thì anh cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Tức là có những cộng đồng người ta nói cho anh biết những cái này cái kia. Ừ anh ơi sao cái thằng shipper nó láo của anh, hay là anh ơi sao con sale nó tư vấn kỳ quá anh, thì cái đó anh mới biết được. Chứ còn bản thân các bạn không nói anh cũng không biết được. Thì do anh đã mở ra cái kênh, gọi là cái kênh đánh giá nhân viên, thì anh cũng muốn, đương nhiên anh muốn cho nhân viên mình tốt hơn, anh muốn cho dịch vụ của mình chuyên nghiệp hơn đó. Thì anh cũng rất cần ở khách hàng hay là ở các bạn có một cái sự phản hồi đó, để cho chúng ta cùng tốt hơn. Thì cái đó là cái anh tha thiết và cái đó là cái anh mong đợi. Có thể nói là vấn đề mà khó thông cảm cho giáo án của nhau nó vẫn còn diễn ra rất là nhiều ở một số phòng tập. Ví dụ như khi chúng ta tập giáo án này thì người kia cảm thấy không hợp lý với họ, còn mình thì cũng ngược lại. Cho nên là nếu mà tất nhiên là khi mà họ góp ý một cái gì đó thì họ cũng có vẻ như là để ý đến mình, thì mình cảm ơn. Nhưng mà việc mà mình, cái quan điểm của mình ấy, thì mình vẫn nên có lập trường với giáo án của mình, đúng không anh? Bạn đừng có phá đồ được rồi bạn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12114 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 563 trong hỏi đáp thể hình số 50. Các bạn thân mến, nói đến thực phẩm bổ sung hay thực phẩm tự nhiên thì đều là những nguồn thực phẩm bổ sung protein. Ở một số loại thức ăn như là thịt, cá, trứng, sữa đều bổ sung cho chúng ta protein, giúp cho chúng ta là có thể là tăng cơ và phát triển cơ. Tuy nhiên thì có sự khác nhau giữa thực phẩm bổ sung và thực phẩm tự nhiên. Thực phẩm tự nhiên thì không được tính toán sẵn, không có lượng calorie, hay là không có được nhà sản xuất tính theo một công thức để phục vụ cho mục tiêu của chúng ta, mà chúng ta phải tự bỏ thời gian ra, chúng ta mày mò và chúng ta tự tính, thì nó hơi phức tạp một chút. Còn thực phẩm bổ sung thì nó tiện lợi hơn ở vấn đề đó. Tuy nhiên thì lại có rất nhiều bạn trẻ hiện nay thì lại đang trong một cái sự phân vân giữa thực phẩm bổ sung và thực phẩm tự nhiên. Và họ nghĩ rằng là phải có thực phẩm bổ sung thì mới có thể tập tạ được, mới có thể duy trì cơ bắp được. Cho nên là các bạn đành phải đứt gánh giữa đường, tức là các bạn đành là phải chấm dứt cái việc tập tạ. Tại vì các bạn có tư tưởng là gì? Phải thực phẩm bổ sung thì mới to lên được. Tuy nhiên thì em cảm thấy rằng là mặc dù là chúng ta không dùng thực phẩm bổ sung, nhưng nếu chúng ta sử dụng thực phẩm tự nhiên thì nó vẫn có vai trò là giúp cho chúng ta phục hồi và phát triển cơ bắp, đúng không anh? Ừ. Vậy thì đây cô Hương cũng xin chia sẻ một câu hỏi của bạn, có câu hỏi 12115. Em tên Cường, năm nay học lớp 11 và đã tập gym được hơn 1 tháng, nhưng không có điều kiện sử dụng thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng cũng tạm ổn. Tầm 1 đến 2 năm sau em và gia đình qua Mỹ định cư do được đi dì bảo lãnh. Cho em hỏi giờ nên tiếp tục tập hay đợi khi qua đó mới tập tiếp, vì sau khi qua em mới có điều kiện là sử dụng thực phẩm bổ sung. Bổ sung những lời Thương nói nãy giờ thì chính là các bạn á, thực phẩm tự nhiên với thực phẩm bổ sung á thì mỗi cái đều có một cái thế mạnh của riêng nó. Thực phẩm bổ sung á thì được cái là nó tiện hơn về mặt thời gian, nó tiện hơn về mặt calo, nó tiện hơn về mặt chủng loại.
thì bạn có thể thoải mái bằng lựa chọn nó phù hợp, nó tiện ích cho mình. Cái đó là cái quan trọng, và nó tiện hơn mặt thời gian hấp thu nữa. Cái đó là những cái quan trọng. Mà một cái quan trọng hơn nữa là thực phẩm bổ sung, là hầu như là nếu mà hàng chính hãng đó nha, hàng đi học hành đàng hoàng đó, thì nó đã được kiểm nghiệm hết rồi. Nó đã được kiểm nghiệm, nó được bảo kê về cái độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là cái vấn đề nhức nhối trong xoài Việt Nam hiện nay. Ở nước ngoài thì sao anh không nói, anh nói Việt Nam thôi. Việt Nam hiện nay nói về thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi đó, thì nó bị dính một cái những cái hàm lượng chất kháng sinh không mong muốn. Trong đó nó dính luôn cái gọi là steroid của mấy con heo, mấy con bò đó, là gọi là tăng trọng đó bạn. Tăng trọng là gì? Tức là người ta chích những cái thuốc đó vào để cho con heo nó mau bự. Nó mau bự, nó nặng, nó bán có tiền. Đó là cái gọi là cái hình thức chăn nuôi mà giờ làm cho bao nhiêu con người chúng ta run sợ. Nó không phải ngẫu nhiên mà người ta chứng tỏ đẳng cấp người ta bằng cách đi ăn những con mà nó mang độ hoang sơ. Không biết không, dùng thỏ nay ăn tròn đi. Mấy con đó là nó thật chứ bạn, ăn nó lạ thôi mà nó thua xa con bò nữa. Nhưng mà tại sao người ta vẫn phải cố gắng, làm ai có tiền đó, người ta vẫn ăn những con đó. Tại vì ta biết những con đó là những con ở trong rừng trong rú, hoặc là những con được nuôi đàng hoàng, không có chích mấy cái bậy bạ. Đó. Mà biết không, thịt đúng không? Hôm qua đó anh mới ăn mấy thịt gì, con dúi. Nghe bằng lạ, thịt rừng mà. Đó. Nó ăn như con cày vậy đó. Nhưng mà bạn biết bao nhiêu ngàn một ký không? 1.350.000 một cân. 1.350.000 một cân nha. Tại sao? Tại nó có độ hoang sơ, tại sao nó lạ, và tại nói chung là nó có nhiều cái ảnh hưởng tới cái giá, nhưng mà trong đó nó có một cái là nó không có thuốc tăng trưởng. Cái đó, nếu mà thực phẩm tự nhiên của bạn đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm thì xét về chất lượng nó không thua thực phẩm bổ sung. Nó chỉ thua thực phẩm bổ sung ở những điểm, thứ nhất thời gian hấp thu và thứ hai độ tiện lợi thôi. Thịt bò là thịt bò, bạn không sử dụng lừa. Bạn thịt bò chứ vẫn chế biến 100 món đi chăng nữa thì cái thời gian hấp thu và rofaisit amin nó vẫn như vậy, nó không có một sự khác biệt. Còn bây giờ thực phẩm bổ sung người ta nghĩ ra, sao tập anh cần cái loại acid amin này, sao tập anh cần cái rofai acid amin này, thì tôi sẽ set up cho anh một cái loại phục vụ chiên sao tập. Đó, đó là whey protein hay là recovery plan. Đó. Còn trong ngày đúng không? Trong ngày anh cần phải có dài, chậm và ngắn, thì tôi sẽ set up cho anh đúng loại luôn và calo đảm bảo luôn. Đó, thì thực phẩm bổ sung là gì? Thiết kế theo nhu cầu của cuộc sống. Còn tự nhiên là trong tự nhiên nó có sẵn như Thương đã nói. Còn về chất lượng hai thằng đó thì y đúc nhau. Anh không có nói là thực phẩm bổ sung hơn và anh không nói tự nhiên hơn. Tại trong tự nhiên thì nếu mà những cái loại thịt nó ngon lành á, thì cái chỉ số chỉ số BB và chỉ số đạm nó vẫn cao. Nó vẫn trên 1 thì nó vẫn ok thôi. Nhưng mà vấn đề giờ con gà đâu phải mình ăn được đâu bạn. Mình về phải chế biến phải này nọ kia, nó sẽ tốn thời gian. Mà thời gian không phải ai cũng có. Đối với những người rảnh á, những người rảnh, những người không có việc làm cố định á, thì người ta có dư thời gian, người ta sẵn sàng và chế biến, muốn chế biến gì kệ người ta đi chợ, người ta mua gì đó, mua thoải mái, vô tư. Nhưng mà để làm được cái việc đó cần phải có thời gian, tiền không là vấn đề, nhưng mà thời gian nó sẽ là vấn đề quyết định. Nên mình cứ cân nhắc là chọn cái nào. Còn riêng bạn giờ mới học lớp 11 đúng không? Thì bạn cứ ăn cơm nhà cháo chợ, bạn ăn tập đi bình thường như bao thế hệ Zoomer trước, ta vẫn làm vậy. Thì 2 năm sau đi Mỹ thì thời gian tốt hơn, điều kiện tốt hơn thì bạn sẽ phát triển hơn. Chứ đâu có lý do gì giờ phải bỏ tập đúng không? Không biết là anh Duy có còn nhớ đến một bạn Zoomer. Một bạn Zoomer có một tình yêu rất là lãng mạn. Tức là bạn có kể về một câu chuyện là bạn yêu một cô gái mà học cùng với em gái của bạn. Và nhưng mà cô gái này thì thật là không may mắn là bị mắc một cái bệnh là về não. Không biết là anh Duy còn nhớ không? Nhớ. Và bạn có một dự định là bạn sẽ lo cho cô ấy. Tức là bạn sẽ là người đàn ông của cuộc đời cô ấy, lo bạn cho cuộc rồi. Sống của cô ấy, trị bệnh cho cô ấy. Vậy và Hương nghĩ rằng là có lẽ là bạn đã nghe được lời tâm sự và sẻ chia của anh Duy, cho nên bây giờ bạn cũng phản hồi lại một câu trả lời rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem câu chuyện của bạn ấy nha. Bây giờ là sau cái sự chia sẻ của anh Duy thì bạn ấy có suy nghĩ và cách giải quyết như thế nào. Xin chào mọi người, em là người viết tâm sự số 112030. Hôm nay em viết những dòng này để thay lời cảm ơn anh Duy, chị Hương. Và đây cũng là lần cuối cùng em viết về vấn đề này. Xin lỗi mọi người rất nhiều nếu có làm phiền đến tất cả. Ngoài ra em cũng xin hai anh chị tiếp tục đăng những dòng này lên hỏi đáp. Vì như vậy em mới có cảm giác được hai anh chị lắng nghe. Và em cũng xin lỗi toàn thể người xem vì làm mất thời gian của mọi người. Sau khi nghe anh chị tư vấn, em đã đưa cô ấy trở lại gia đình bố em. Thế là nghĩa rồi, là trở lại gia đình của bạn này. Thuyết phục tiếp đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là tại sao mà không về gia đình của cô ấy mà lại trở về gia đình của chàng trai. Rồi. Họ cũng đã hứa là chữa toàn bộ bệnh cho cô ấy. Thế là gia đình của bạn này là hứa như vậy. Trong gia đình đó thì mẹ kế là người nhận nuôi cô ấy, là rồi. Mẹ kế của bạn này.
đúng như anh Duy nghĩ, cô ấy không có gia đình. Không biết là trước đó là bạn có biết hay không, đúng không? Vậy là do là cô ấy không có gia đình cho nên là phải đưa về nhà anh chàng trai này. Rồi tiếp theo là cô nhi viện là nơi ở của cô ấy suốt 5 năm đầu của cuộc đời. Suốt 5 năm đầu của cuộc đời. Còn vì sao cô ấy được mẹ kế em nhận nuôi, đó là nhờ em gái cùng bố của em. Hai người họ học mẫu giáo cùng nhau. Và con bé xin điều đó khi con bé học lớp 1 cùng cô ấy. Con bé kém em 1 tuổi. Đó là tình hình của cô ấy. Còn em sẽ đổi trường đại học. Em sẽ học kế toán. Để khi ra trường em sẽ làm việc cho ngân hàng của bố em. Để rồi khi đã thành đạt em sẽ cưới cô ấy làm vợ. Em không tự tin giúp cô ấy hạnh phúc. Em chỉ dám nói mình sẽ sống cùng cô ấy cho đến khi trái tim ngừng đập. Và cô ấy không phải là gánh nặng. Cô ấy là cô gái của em, là tình yêu của em. Và tình yêu không phải là nghĩa vụ. Đây là một trong những triết lý sống của hai anh chị em tâm đắc nhất. Vậy nên không, em không phải là người đàn ông hoàn hảo đâu. Em là người đàn ông của cô ấy. Có thể hiểu là only. Em chỉ là người đàn ông của cô ấy thôi. Thân gửi Nguyễn Ngọc Duy và Trần Thu Hương, hai ân nhân của cuộc đời em. Anh Duy nghĩ sao về kết gọi là gì, màn kết của câu chuyện này? Chưa kết đâu. Chưa kết đâu. Nó chỉ mới bắt đầu thôi. Đương nhiên là lý tưởng và cái hướng đi của bạn như vậy thì xem ra nó sáng sổ hơn lúc đầu. Ít ra cũng còn có thêm được một số thông tin. Đó là người nhà của cô ấy hay người nhà của bạn, nói chung là những cái vị mà lớn tuổi mà support cuộc đời của ấy từ trước tới giờ, đồng hành với bạn trong cuộc đi này. Đó là một cái sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất không hề nhỏ. Ít ra phải có người đi chung phe với bạn đó đã. Chứ giờ trong một trận chiến mà bạn đứng một mình, bạn lẻ loi là thấy chưa, thất bại. Đó, ít ra bây giờ là bạn có một hướng đi. Là ví dụ như gia đình của bạn có sẵn cái dù nhỏ nhỏ rồi, ngân hàng chỗ lót đường cho bạn, sau này bạn học kế toán ra rồi bạn làm trong đó. Ít ra là về nghề nghiệp thì căn bản là có thể là bạn đã dự trù được tương lai. Còn về cái đời sống sau này thì cô ta có được những người khác lo, những người khác chăm sóc thì sẽ đỡ hơn rất nhiều so với cô ta một mình. Đó là cái lợi thứ hai nữa. Và có những cái con người như vậy và có tình yêu của bạn lo lắng cho cuộc đời của ấy, thì anh nghĩ rằng hướng đi này nó sẽ sáng sủa hơn so với hướng đi lúc đầu. Và thay mặt chương trình, thay mặt Thu Hương và thay mặt tất cả các chàng trai ở đây, gửi đến bạn một tràng pháo tay động viên tinh thần của bạn, một người đàn ông rất là men trong suy nghĩ. Và hy vọng là suy nghĩ này của bạn không phải nói ra cho vui, mà nó sẽ được thực hiện suốt đời như một cái cam kết ràng buộc cuộc đời của ấy. Chứ cô ấy trao thân cho một người mà mới nói được có một câu một, xong rồi 3 tháng sau bị sụm hay là bị gì đó, cái bỏ cô ta rất là tội cho cô ta nha. Có thể nói đây là một kết cục mà cũng ngoài cái suy nghĩ của Thương. Nhưng mà Thương cảm thấy là đây là một con đường cũng rất là sáng lạng cho cả bạn và cô ấy. Hy vọng là bạn sẽ thành công và bạn sẽ trở thành một người đàn ông của cuộc đời của cô ấy. Và câu hỏi xin lỗi là... Và một cái quan trọng nữa là cầu chúc cho cô ta được trị bệnh thật sự hết. Đó, cái đó là quan trọng đúng không? Cái đó là vấn đề cô ta đã mắc phải. Mà giờ bệnh cô ta được trị và được trị khỏi hoàn toàn thì điều đó sẽ rất là tốt. Hương có thể thấy hiện tại cô ấy là một cô gái rất là may mắn. Tại vì cô ấy không những được gia đình bạn bảo vệ, che chở và giúp trị bệnh, mà lại còn có một người đàn ông dành cho mình một tình yêu tuyệt vời như bạn. Thì có thể nói đấy là một cô gái cũng rất là hạnh phúc. Và lời tâm sự của bạn cũng đã là một câu kết trong chương trình hỏi đáp ngày hôm nay. Thu Hương và anh Duy Nguyễn chúc cho bạn và gia đình hạnh phúc và cô gái ấy thật là khỏe mạnh, và hy vọng là cô ấy sẽ trị được khỏi bệnh. Và bây giờ thì Thu Hương và anh Duy Nguyễn đành phải dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các chương trình hỏi đáp số tiếp theo. Xin thân ái kính chào các bạn. Bài swas em nhớ chăng, tập đi em chưa lo, cardio nâng cao những bước chân tình yêu chúng ta. Người yêu em ở đâu bây giờ, để cho anh nhớ thương mong chờ.
Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.